Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo là liên quan đến linh mục tuyên úy Vũ Minh. Chúng ta cũng nên nói sơ vài điều về linh mục Vũ Minh. Là một sĩ quan quân lực của Hoa Kỳ, cấp bậc của ngài là thiếu tá tuyên úy trong lực lượng Army, tức là bộ binh của Mỹ, trong suốt 15 năm qua. Và ngài bây giờ cũng là một vị linh mục chánh xứ ở Colorado, trong vùng Spring. Thế thì ngài là một trong những cái linh hồn chính của cái cuộc tranh đấu của cộng đồng người Việt trong cái chuyến viếng thăm Tòa Bạch Ốc, cũng như là Quốc hội, cũng như Đảng Cộng Hòa vừa qua. Tại ba nơi, ngài cũng là người đại diện cho chúng ta để đưa lên những cái thỉnh nguyện thư cho chính quyền Hoa Kỳ. Cho nên quý vị thấy chúng ta làm việc có khả năng, dư khả năng và tư cách để chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận những thỉnh nguyện thư nói về vấn đề Hiệp định Bale phải được tái xét, nói về vấn đề kiện toàn cộng đốc Bắc Kinh phải được đề cập đến. Và người đại diện chính thức đó là linh mục tuyên úy thiếu tá Vũ Minh. Và ngài soạn những cái chương trình đó, và trong những cái cuộc đi đó thì tôi xin tóm tắt với những công việc mà ngài đã làm. Thứ nhất là ngài đã cao tụng dân biểu của Quốc hội, đã đưa ra nghị quyết 309, HR 309, dự luật về nhân quyền 379, trong đó gọi là House Resolution, trong đó ca tụng và công nhận ngày 30 tháng 4 là một ngày quốc hận của dân tộc Việt Nam trên toàn nước Mỹ, để không có một cái thành phần phản chiến nào còn có thể lợi dụng vào mỗi năm 30 tháng 4 đưa ra những cái lời tuyên xuyên tạc đối với công cuộc tranh đấu thánh thần của dân tộc Việt Nam. Thứ nhất là linh mục tuyên úy Vũ Minh đã ca tụng các dân biểu của Quốc hội khi đưa ra cái dự luật 309 để nói lên vinh danh cái tinh thần hy sinh cao độ của dân tộc Việt Nam cộng với 58.000 thanh niên nam nữ Hoa Kỳ, người đã bỏ mình trên chiến trường Đông Dương về Việt Nam. Thật ra là 58.226 tên. Thứ hai là President Trump, chúng ta mở ra một cái ủy ban, thành lập ủy ban gọi là The Vietnamese Community Support the President Donald Trump for Re-election 2020. Cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên Hoa Kỳ, chúng tôi yểm trợ Tổng thống Donald Trump để ngài được tái trúng cử re-election năm 2020. Và cũng được đưa danh sách vào Tòa Bạch Cung. Cho nên quý vị, nếu có nhiều người gọi cho riêng là bài giáo sư à, Tổng thống Donald Trump đã qua tuyên bố trong những cái đài của Voice hay đài gì quốc tế, nói rằng là tôi đã được sự hiệp giúp đỡ rất nhiều của người Việt hải ngoại ở Hoa Kỳ. Và lần này thì chúng ta có bằng chứng để cho Tổng thống thấy rằng cộng đồng người Việt là một cái yếu tố ắt có và đủ để Tổng thống mạnh mẽ tin tưởng trong cái con đường đấu tranh cho Hoa Kỳ. Và ngài sẽ là một vị Tổng thống thêm 4 năm nữa, là một điều dễ hiểu. Điều thứ ba là Paris Accord, tức là cái Hiệp ước Bale. Như chúng tôi đã nhiều lần thưa, Hiệp ước Bale nó có hai phần. Một phần gọi là nội dung của Hiệp định Bale, phần thứ nhì mới là chính, gọi là Act of International Paris Accord, tức là cái định ước Bale. Trong cái Hiệp định Bale thì nói những điều khoản liên quan đến Hiệp định Bale. Còn vấn đề định ước là nói đến vấn đề phương pháp thi hành Hiệp định Bale. Và trong cái hiệp ước thương pháp, nó gọi là định ước thi hành, nó có hai khoản, 7A và 7B. 7A và 7B đều nói rõ ràng rằng là nếu trong trường hợp Hoa Kỳ hay là Hà Nội thấy hiệp định có sự vi phạm hoặc có quyền yêu cầu Liên Hiệp Quốc đem ra tái xét. 7B thì nói rằng là 6 quốc gia trên 12 quốc gia đã đặt bút ký vào Hiệp định Bale, mà họ yêu cầu Liên Hiệp Quốc vì có sự vi phạm thì Liên Hiệp Quốc sẽ phải đem ra tái xét. Thì căn cứ vào hai cái điểm này mà Việt Nam chúng ta đã yêu cầu Hoa Kỳ phải yêu cầu Liên Hợp Quốc đem ra tái xét. Và cái petition này đã được đưa lên, đại diện của chúng ta là linh mục thiếu tá tuyên úy Vũ Minh đưa cho đại diện của Tòa Bạch Cung ngay tại
Điện Bạch Cung, tòa nhà mà Cộng sản nó gọi là cái tòa nhà trắng đó, White House. Rồi là còn đưa thêm một lần nữa ở bên Quốc hội cho dân biểu Trung tướng Bergman. Khi được dân biểu Trung tướng Bergman đề cập đến HR 309 House Resolution 309. Rồi một lần nữa tại trụ sở của Đảng Cộng Hòa ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đưa ra Phó Chủ tịch của Đảng Cộng Hòa. Thế thì với ba cái chiều hướng, ba mũi tên này, chúng ta đều đánh vào một hướng, một mục tiêu, đó là Hiệp định Ba Lê và tấn công Tàu Cộng vì nó xâm lăng Việt Nam. Mà Cộng sản Việt Nam này không dám nói, một phần là vì đệ tử, một phần nữa là hở miệng mắc quai. Những người Cộng sản giờ này còn gọi là Cộng sản, họ là những người gọi là chẳng thà mất nước còn hơn mất đảng. Nếu họ công khai chống Tàu Cộng, họ sẽ mất đảng, họ sẽ bị thanh, gọi là diệt trừ, thanh toán. Thế thì điều thứ ba rồi, những điều thứ tư là Linh Mục Thiếu Tá Tuyên Úy Vũ Minh tuyên bố là Ngài sẽ tiếp tục hợp tác với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hợp tác với tất cả các quốc gia ký tên vào Hiệp định Ba Lê, trong đó có 12 quốc gia. Và Ngài đã được hứa là sẽ giúp đỡ phương tiện để mà hoạt động. Cho nên Ngài mạnh mẽ tin tưởng tôi sẽ tiếp tục làm việc với, hợp tác với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Vì Ngài nói rằng là trong những cái cuộc tiếp xúc với lại bên Tòa Bạch Cung cũng như bên Quốc hội, họ đều đề cao câu chuyện của Venezuela. Họ bảo rằng là các ông nếu giống như Venezuela thì chúng ta không cần đến Hiệp định Ba Lê nữa. Nước Mỹ sẽ tấn công và sẽ đứng sau lưng để giúp các bạn lật đổ cái bạo quyền Cộng sản Hà Nội. Vì đấy là lòng dân. Giống như người dân Hoa Kỳ bao giờ cũng mở đầu hiến pháp bằng hai chữ We the people. Chúng tôi những con người hiệp Trung Quốc Mỹ. Thế thì bây giờ người dân Việt Nam hay là người dân Tàu, nếu mà là khôn ngoan, hy vọng là khôn ngoan, có nghĩa là Dương Dương Đại thì nghĩ rằng dân Việt Nam hay là dân Tàu bây giờ vẫn còn chết nhát, ham sống sợ chết về vấn đề tứ khoái. Nó đã nhồi sọ vào cho con người mất đi thần tính, mất đi phần hồn, như là gà thấy quá, quáng gà. Cho nên bây giờ không còn vấn đề tranh đấu. Nhưng nếu dân Việt Nam và dân Tàu giống như dân Venezuela, chúng ta phải công nhận là dân Venezuela ngày thường thì không thông minh lắm, nhưng mà vấn đề yêu nước thì họ rất mạnh. Bằng chứng quý vị chứng kiến trong mấy ngày vừa qua, xe tăng thiết giáp rồi xe của bọc thép của bên Maduro, tức là bên bạo quyền Cộng sản của Venezuela, đã lái xe cán lên những người đi biểu tình, người chết có, người sống có. Họ vẫn tiếp tục tranh đấu. Đấy, giống như người Việt Nam đi tìm cái chết, cái sống trong cái chết khi ra biển khơi. Nếu người Việt Nam bây giờ cũng như người Tàu bây giờ, 1.400 triệu dân Tàu bây giờ, họ hiểu được, ý thức được rằng ở nhà cũng chết, ngày nào còn Cộng sản là ngày đó còn bị tiêu diệt, họ diệt vong, thì họ sẽ đứng dậy y như là họ đi tìm cái sống trong cái chết khi bị đẩy ra ngoài biển, vượt biên, vượt biển. Họ biết đi là 10 phần thì chết hết 9, may ra còn một phần sống. Cho nên cái số người chết trên biển quá nhiều, hàng triệu người là như thế. Thế trở lại vấn đề, chúng ta thấy rằng là Chào Tuyên Úy Vũ Minh, Ngài tuyên bố tiếp tục liên lạc và làm việc với Bộ Ngoại giao cũng như với Tòa Đại sứ và các quốc gia đã ký vào trong Hiệp định Ba Lê để đòi hỏi họ thi hành cái khoản 7A và 7B của định ước quốc tế ký vào ngày mùng 2 tháng 3 năm 1975. Sau đó thì Ngài cho rằng là Cộng sản, cái cuộc chiến Việt Nam không bao giờ Cộng sản thắng, nhưng mà nó thành công là trong vấn đề tuyên truyền. Việt Nam của Cộng hòa của chúng ta phải nói rằng là tuyên truyền quá kém, cho nên cái mặt trận tuyên truyền chúng ta thua. Mặc dù mặt trận ở ngoài chiến trường thì quân đội Việt Nam Cộng hòa là hùng dũng, là một đầy tràn uy lực. Cộng sản Việt Nam luôn bị đánh bại, mặc dù đôi khi cấp đến sư đoàn cũng vẫn thua, nhưng mà cái mặt trận tuyên truyền thì thất bại.
Việt Nam Cộng Hòa chúng ta thất bại ở hậu phương, không thất bại ở tiền tuyến. Đó là lời của cha Vũ Minh nói. Lý do là vì ngay cả những cái tụi Liên Xô, cái tụi Tàu Cộng nó bỏ tiền cho cái bọn gọi là propaganda, rồi cái bọn tuyên truyền, là cái loa đó là media. Các cơ quan tuyên truyền của Mỹ, từ thông tin radio, tuyên truyền hình đến báo chí, đều được bơm tiền vào để làm cho cuộc chiến Việt Nam mất ý nghĩa. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang là một quân đội hùng dũng nhất thế giới, trở thành một quân đội đi ăn cắp, đi ăn lặt vặt, đi hiếp dâm. Cộng sản nó giết 5-6 nghìn người ở Mậu Thân, nhưng mà báo chí Mỹ không nói đến. Nhưng nếu Mỹ chỉ giết trên vài chục người ở Mỹ Lai, nó thổi phồng lên đến 40-50 tờ báo trên thế giới. Cho nên chúng ta đã mất đi chính nghĩa vì cái bọn cầm bút cả chớn này. Cho nên cha Vũ Minh nói rằng chúng ta cần phải tuyên truyền hơn Cộng sản, nói lên cho thế giới thấy rằng Cộng sản giờ này nó đang đè bẹp dân Việt Nam cũng như dân Tàu. Đè bẹp bằng cách nào? Nó cho gái đi làm đĩ, nó cho trai đi xuất cảng lao động, làm đầy tớ thiên hạ, để người Việt Nam mất đi cái nhuệ khí. Còn cái lũ ở nhà ăn hại lá nát, nó cho vào rượu chè, trong một nước quán cà phê, quán nhậu đông hơn trường học. Đó là đường lối của cái Cộng sản để nó diệt dân Việt Nam. Cho nên chúng ta cần phải tuyên truyền, nói lên cái sự thật cho thế giới thấy rằng ở Việt Nam bây giờ không còn con người mà chỉ là một lũ súc vật. Biết đi. Rồi một điểm tiếp theo nữa là Linh Mục Vũ Minh đã giúp đỡ cho thành lập cái hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, gồm các sinh viên, các kỹ sư, các bác sĩ. Bằng chứng là một cô bác sĩ trẻ tuổi là cô Thanh Mỹ cũng đã hăng say tranh đấu trong suốt một tuần vừa qua ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ở bên Quốc hội cũng như là qua đến Đảng Cộng Hòa. Rồi chúng ta có những kẻ trẻ tuổi như là cô văn sĩ Hồng Thu, người đã viết cái bản phúc trình này và cũng là tác giả của cuốn sách Việt Nam Papalop. Và cô đã hoàn thành tác phẩm thứ hai. Mà có một điểm hay nhất, cô ta nói tiếng Việt rất sõi. Đấy, quý vị thấy không? Cái sự đau khổ đó vẫn còn tiềm tàng ở trong tâm khảm mỗi người Việt Nam. Cái chữ cô ta dùng chúng ta không thể nào từ chối được. Một người con gái trẻ tuổi mà lại có tâm hồn ái quốc và là tuyệt vời trong vấn đề ngôn ngữ Việt Nam. Mà cô viết tác phẩm bằng tiếng Anh, bởi vì bán trên Amazon là như thế. Rồi sau khi đã lập cái lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa này, trong đó có vào khoảng độ 20 người họ đã tham gia rồi, và họ sẽ về các tiểu bang để mà phát triển với sự hướng dẫn của Linh Mục Tuyên Úy Vũ Minh, của Linh Mục Phạm Cung Chính và Dương Đại Hải. Đây là những người có tâm hồn với đại cuộc và với tuổi trẻ Việt Nam, và sẽ gặp nhau lại mùng 4 tháng 7 tới đây tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, trong cái ngày Tổng thống Donald Trump sẽ làm lễ ra mắt cái vụ thực tế về vấn đề tranh cử cho năm 2020. Và trong nó có rất nhiều chương trình hoạn mục anh em đã đề ra. Nào là sẽ có những cái biểu ngữ do phi cơ kéo trên bầu trời Hoa Thịnh Đốn. Rồi sẽ có vào khoảng 40 phụ nữ Việt Nam mặc áo dài vàng, ba sọc đỏ, cầm những biểu ngữ: Cộng đồng Việt Nam chúng tôi quyết tâm yểm trợ Tổng thống Donald Trump để tái trúng cử 2020. Rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, đấy là những cái sự kiện đã xảy ra cho chuyến đi 7 ngày vừa qua của Dương Đại Hải. Đến đây chúng tôi một lần nữa lại tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.